Dạ đội hiệp sĩ với Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương vẫn đã ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều các phi vụ vẫn là thực sự nghe rất đau lòng và rất thương. Mới đây anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng ghi hình và đăng tải những thông tin mà những bé trai bé gái bị dụ bị bán vô tất cả các quán cà phê hoặc là bị bán ra nước ngoài. Nhưng đây tiếp tục câu chuyện này. Dạ câu chuyện này phải là muốn chắc chắn là sẽ rất phức tạp. Hy vọng là cô chú anh chị xem hết video này. Rồi xin chào gia đình mình nhé, xin chào chị gái nhé, chào em gái. Rồi, thì hôm nay gia đình mình về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm người thân đúng không? Dạ, xin phép chị có thể chị giới thiệu chị tên gì? Dạ, em Tuyết. Chị Tuyết hả? Dạ. Chị Tuyết nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 46 tuổi. 46 tuổi hả? Dạ. Hôm nay mình đi với những ai? Dạ, em đi với bà chị thứ hai, anh rể với lại hai đứa em. Dạ. Vậy là cũng 5-6 người đúng không? Dạ. Ồ, đông vậy sao hôm nay không vô đây hết đi cho nó đông cho vui? Tại còn đây là em gái của chị luôn hả? Dạ, đúng rồi. Hai chị em? Dạ. Ừ, có người khuôn mặt thì giống nhau đó. Ừ. Rồi hai chị em mình quê ở đâu? Dạ quê em ở Hậu Giang. Hậu Giang hả? Xa vậy hả? Dạ. Bây giờ hiện nay gia đình mình sinh sống ở đâu? Dạ. Em dạ. Đang ở sinh sống ở Dây Xuân Phong Điền. Phong Điền à? Ở đâu? Ở Dây Xuân Phong Điền ở dưới Cần Thơ của mình. Mình đang ở Cần Thơ? Dạ. Vậy từ Cần Thơ về đây? Dạ đúng rồi. Em quê ba mẹ là ở dưới Hậu Giang, còn em lên sinh sống ở Cần Thơ. Ôi giời, xa vậy. Mà chị xe máy lên đây để tìm em trai của mình. Ôi giời. Dạ. Để tìm em trai hả? Dạ. Rồi cảm ơn chị nhé. Dạ. Rồi chào em. Em có thể em giới thiệu em tên gì? Dạ em tên Cẩm Tiên. Cẩm Tiên hả? Ồ, sinh gái tên Cẩm Tiên. Cẩm Tiên nhiêu tuổi rồi? Dạ 24. 24 tuổi hả? Em này mới chị đúng không? Mới chồng với lại mọi người về đây nhờ anh em nghệ sĩ Bình Dương tìm đây là ai. Dạ anh ngủ với em ạ. Anh trai em hả? Dạ. Gia đình mình là được tổng cộng là mấy anh chị em? Dạ 8 luôn hả? Rồi cái người anh này là hiện nay chị của em đang cầm hình anh thứ mấy của gia đình? Dạ anh thứ 9 ạ. Anh thứ 9 hả? Dạ. Em là nhỏ nhất hả? Dạ. Em cho hỏi này, anh trai của em tên gì? Dạ, Trần Văn Quý Em. Trần Văn Quý Em. Ờ, gần út này mình gọi là quý em hả? Dạ. Nhưng tên thật là tên như vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, tên giấy khai sinh là tên Trần Văn Quý Em. Anh của em là sinh năm mấy? 1995. 1995. Dạ. Năm nay là 29 tuổi hả? Dạ. Anh của em trước đây là sinh sống ở đâu? Dạ sinh sống ở Sài Gòn, làng nước Nam Bộ. Ờ, anh của em làm công việc làm nghề gì? Dạ phục vụ ạ. Cái hình này á, cái hình này mới bên ngoài á, anh của em có giống nhau không? Dạ giống. Anh của em tướng cao khoảng mét mấy? Dạ chắc tầm mét bảy á. Mét bảy. Nhìn tướng cũng to con đó, đẹp trai quá. Dạ. Anh mét bảy lớn nặng 83 kg. Ồ, nhìn tướng to con mà. Dạ. Đẹp trai. Ồ. Vậy em cho anh hỏi là anh của em là lấy vợ chưa? Lấy vợ rồi. Lấy rồi hả? Lấy vợ lâu chưa? Lấy vợ được trước Tết 1 tháng. Vậy là mới lấy vợ đây hả? Vợ sau này, còn vợ trước thì cứ nhà năm năm rồi mà hai đứa chia tay, không hợp, chia tay. À trước đây một đời vợ rồi? Dạ. Nhưng mà chia tay? Dạ, chia tay rồi xong hai đứa ly hôn rồi, rồi xong rồi mới tư lập con này, mới cưới con này là từ Tết tới giờ. Dạ. Vậy là mới lấy người vợ thứ hai? Dạ đúng rồi. Vậy là vợ sau hả? Dạ đúng rồi. Mới cưới nhau từ Tết hả? Dạ. Mình có tổ chức đám cưới lớn không? Dạ có. Có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Nói chung là mình có đầy thủ tục mình vẫn làm đầy đủ hả? Dạ đúng rồi. Là cưới ở quê hả? Dạ đúng rồi, cưới ở Hậu Giang. Ờ, Hậu Giang hả? Nhỏ này là quê Cà Mau. Ừ. Ừ. Em trai chị lấy vợ là người vợ là tên gì? Tên Lê Thị Té. Lê Thị Té. Dạ. Tên giấy khai sinh rồi tớ ngoài tên Kỳ Giấy. Kiều Diễm. Dạ. Kiều Diễm Té. Dạ. Té là giấy giếng hả? Trời tên, đất tên lạ vậy. Sao lại tuổi nhỏ mà đã tên một cái tên ngộ nghĩ vậy? Dạ. Tên trong giấy là Lê Thị Té. Dạ, đúng rồi. Sinh năm mấy? 1986. Ồ, 1986. Dạ. Vậy là tuổi dần hả? Chắc là tuổi dần. Tuổi dần. Dạ. Năm nay là 38 tuổi. Dạ. Mà anh của em là 29 tuổi. Dạ. Chênh nhau là 9 tuổi. Dạ. Sao anh của em lại lấy vợ già dữ vậy? Chắc mình cũng không biết sao, chắc là do duyên nợ sao hai đứa nó gặp nhau rồi liên hệ liên lạc với nhau bằng số điện thoại qua lại rồi xong rồi cái hợp tình hợp ý gì đó mới đến hôn nhân. Chị thì em hỏi chị đi nha. Dạ. Ừ, chào chị hả? Chị là tên là Tuyết. Chị Tuyết hả? Dạ. Rồi chị Tuyết cho em hỏi nhé. Dạ.
Em trai chị là 29 tuổi. Dạ. Lấy người vợ dạ. là 38 tuổi. Đúng rồi. Được. Hai người quen nhau là trong cái thời gian quen nhau là gia đình mình có biết không? Dạ biết. Hai đứa có biết tuổi của người ta không? Dạ biết luôn. Gia đình mình có hợp tác, đồng ý không? Không dạ. ngăn cản không? Dạ không, không có ngăn cản, tại vì nó quen nhau rồi nó xin phép cha mẹ cho nó cưới vậy đó, thì thấy hai đứa cũng trên lệch, sợ về sống với nhau cũng không được hạnh phúc. Mà biết lý do gì nó thương nhau thì giờ xã hội giờ anh biết đó. Dạ. Chênh lệch nhau có 9 tuổi à? Dạ. Chứ không phải là 19, 20 tuổi. Dạ. Thì xã hội giờ thì tuổi tác nó không có quan trọng, miễn nó hợp tình hợp ý thì nó đến với nhau thì cũng không có ngăn cản gì. Thấy con nhỏ này nó cũng hồn nhiên lắm. Hồn nhiên lắm hả? Dạ, lúc đầu về nó hồn nhiên lắm, nói chuyện ngây thơ lắm. Em còn nghĩ là nó về nó sẽ khổ đưa nghiệp đó. Tại vì nó sống người đó giờ, hồi đó nó cũng có đời chồng rồi. Năm 19 tuổi nó kể là năm 19 tuổi nó có 19, đời chồng rồi. 19 năm sau? Dạ, 3. Giờ là 19 năm sau đó. Dạ. 19, 19 là 38, đúng không? Dạ. Nó có đời chồng 3 tháng là nó lại chia tay, nó nói là không hợp gì đó. Đây là chị nghe người ta nói chuyện hay là chị thấy? Nó kể. Dạ, con gái nhau nó kể vậy thôi, thì mình biết vậy thôi. Tại thấy nó cũng lớn tuổi chứ nó cũng hồn nhiên lắm, thì gia đình cũng không có phản đối gì lắm, thì mới đến cưới rồi về sống thời gian thì nó vậy. Em dâu chị quê ở đâu? Quê Cà Mau. Cà Mau. Dạ. Từ quê nhà chị đến Cà Mau có xa không? Xa dạ. Xa khoảng trăm cây không? Ủa từ Hậu Giang mà giống như anh biết ở Vĩ Thanh đi. Biết xuống Hậu Giang thì bao nhiêu cây em không gần nữa, cũng xa. Nói chung xa. Là trăm mấy cây á. Ừ. Trăm mấy cây á. Dạ. Chưa biết chỗ nào nhưng mà phải trăm mấy cây. Dạ. Trăm cây không hết rồi đâu. Rồi bây giờ này. Vậy là người phụ nữ này đến với gia đình chị á là được sự chấp thuận và đồng ý của hai bên gia đình. Dạ đúng rồi. Khi cưới là gia đình người ta có tới không? Dạ có. Đông không? Dạ cũng đông. Ba mẹ của người phụ nữ có đến không? Ba mẹ người bà ngoại thì có bà bạn. Vì đồ đưa dâu đông lắm. Dạ. Vậy là có hai bên gia đình đều đầy đủ hả? Dạ đúng rồi, tổ chức đám cưới đàng hoàng, hai bên gia đình hay họ đàng hoàng. Người ta cưới xong người ta đến với gia đình chị là chỉ có một mình em dâu chị hay là có cả con, các con nữa? Có con không? Có con đi cùng không? Nó đâu có con đâu. Trước đây có con rồi mà. Không. Trước đây chưa con. Nó có chồng trước 3 tháng rồi nó thôi à. Em cưới vợ 5 năm cũng không có con luôn. Nói chung là hai đứa giống như là vợ chồng son vậy đó. Người phụ nữ làm công việc gì? Nó thì nghe nói nó đi Hàn Quốc 10 năm nay nó mới về. Ồ. Dạ, nó đi làm bên Hàn Quốc nó làm gì thì em không biết. Nhưng mà nó đi Hàn Quốc nó về. Và nghe em nó... Vậy là chắc quen trên mạng à? Không, thím em làm may. Giống như thím em cũng đi Hàn Quốc, nó cũng đi Hàn Quốc. Gặp nhau. Rồi xong hai người đi về chung xe, chung tàu gì đó. Ồ. Dạ, rồi bắt đầu cái nói chuyện với nhau qua lại rồi. Thím là người nhà mình hả? Dạ, đúng rồi, thím thứ tư của em. Sao làm may được người em cho ngon vậy? Dạ. Em cũng không biết là tại vì anh nghĩ về nó lúc đầu em còn làm nữa, thấy nó hồn nhiên lắm, dễ thương lắm, không có gì hết trơn á. Rồi ok chị. Dạ. Em sẽ hỏi chị tất cả những vấn đề liên quan đến cuộc sống hôn nhân gia đình mà từ trước giờ để xem để mình tìm cách để giải quyết cái câu chuyện này. Dạ. Câu chuyện này là một trong những câu chuyện là phải nói là chắc chắn là vô cùng phức tạp. Dạ. Bởi vì không phải câu chuyện nào cũng giống câu chuyện nào. Dạ. Nếu như các cô chú anh chị mà xem mà theo không theo dõi hết câu chuyện này chắc chắn là sẽ không hiểu được. Em muốn hỏi gì mà muốn hỏi phải hỏi rõ. Cái thứ nhất là em muốn hiểu rõ câu chuyện. Cái thứ hai để mong muốn là các cô chú anh chị xem và tiếp cận video này hiểu rõ và đâu là sự thật. Yeah. Rồi chị Trâm hỏi này. Em trai của chị và người em dâu là sống với nhau là từ đầu năm đến giờ phút này. Dạ. Yeah. Là sống với nhau tại đâu? Hai đứa tụi nó đi làm ở trên Mỹ Phước 3 trên Mỹ Phước 3 dạ, tại Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi. Dương đó. Em của chị là thỉnh thoảng có gọi điện hay là có về nhà thăm không? Từ khi dạ cưới nhau đến giờ phút này. Dạ có, nó đi về về hoài hả? Là về một mình hay về với vợ? Cũng có khi về hai vợ chồng nữa. Dạ, thì có khi nó về một mình, vợ chồng đây ví dụ như nó mâu thuẫn với nhau thì nó về một mình. Còn nó không mâu thuẫn thì hai chồng chở nhau về, đi xe máy về. Ừ. Dạ. Đi xe máy từ đây Bình Dương về quê. Dạ đúng rồi. Xa, hai đứa cũng đi tới đi lui vậy đó. Chị có được nghe hoặc thăm dò những cái cuộc trao đổi điện thoại hay là những cái thông tin mà em trai chị chia sẻ là cuộc sống vui buồn trong hôn nhân không? Thì nó cũng có kể là sống với con này thì nó ghen quá, nó không có được thoải mái với người, thì nó về nó tâm sự, nó nói chị ơi chắc em bỏ con này quá. Mà con kia thì nó trả lời là nó nói nếu như cái thằng em của em mà bỏ nó, chồng nó bỏ nó chỉ có con đường chết thôi. Nói gì vậy? Nói vậy đó. Mà vợ chồng mâu thuẫn với nhau thì nó hay cầm dao á, nó dí thằng này.
Và là người vợ này cũng rất hung dữ lắm. Dạ. Em trai chị có hiền không? Em trai em cũng có hiền đâu, nó cũng lanh lắm. Ừ. Nhưng mà em chỉ nghĩ là giống như là hai ba người thì nó làm không lại thôi. Ừ. Chứ một mình nó đấu chậu với con đó thì ba con đó làm chưa lại nữa. Em nói thiệt. 80 kg mà. Dạ. Cao 1m7, 1m8 mà to con lắm. Dạ, cái tướng con đó nó nhỏ hơn em nữa mà. Ừ. Thì làm sao đấu lại thằng này. Em trai chị có là ăn nhậu say xỉn nhau? Nó cũng có nhậu. Nhưng mà từ lúc cưới con này tới giờ là con này nó ít có cho nhậu lắm, nó cũng không có say xỉn bê bết gì nữa. Ừ. Dạ. Thế còn em dâu chị có nhà nhậu nhà đâu? Có. Em dâu em nó cũng thích nhậu lắm. Thích nhậu hả? Dạ. Bên Hàn Quốc chắc người ta cũng nhiều người cũng cũng nhiều khi người ta cũng nhậu nhiều, nó cũng quen, thành thói quen thôi. Không, nó đi Hàn Quốc nhưng mà thật sự em nghe đồn là gác Cà Mau nó cũng nhậu vậy đó. Dạ. Ừ, rồi. Dạ. Nó cũng tùy gia đình chị. Dạ. Ừ, tùy người. Bây giờ này này, cái câu chuyện hiện nay là chị về đây mong muốn anh em sĩ Bình Dương tìm vợ, à quên, tìm em trai. Tìm em trai. Nhưng mà lý do tại sao phải tìm? À, nhỏ em dâu này, hai vợ chồng nó đi làm trên Bình Dương. Rồi. Rồi xong rồi cái nó gọi điện về cho gia đình nó. Ai là người gọi điện? Con nhỏ vợ nó là nhỏ em dâu của em. Là vợ thằng này gọi điện về nói là mẹ, ba mẹ ơi, anh với em bị người ta đâm chết rồi. À. Dạ, rồi em liên lạc không được mà. Ừ. Giờ gọi điện cho vợ nó cũng không được thì. Ừ. Em mới nhờ mấy anh đó lên mạng tìm giùm em của em, nếu nó thật sự nó còn sống thì nó gọi về cho tụi em biết để nhà đừng có lo, chỉ vậy thôi. Chị nghe được cuộc điện thoại. Dạ. Đó lâu chưa? Là tối thứ sáu lúc 10 giờ đêm. Tối thứ sáu. Dạ, nó gọi về cho mẹ, ba mẹ em nó thông báo như vậy. Dạ. Đến giờ phút này. Dạ. Em của chị, em dâu của chị có chia sẻ là ở đâu và lý do? Nó nói là bị đâm chết ở Sài Gòn chứ không phải ở trên Bình Dương, nhưng mà thật sự nó ở Bình Dương. Nhưng mà không biết thằng em của em á, là nó có lên Bình Dương với vợ nó hay không thì em không biết, nhưng mà tin đồn là từ con vợ. Nhưng mà chị có hỏi lý do? Em cũng không hỏi lý do gì, nhưng mà em nói là người gọi về cho cưng là có nói là ở đâu rồi không, nó nói là nó chỉ nói là ở Sài Gòn thôi chứ nó không có nói chỗ nào hết. Không nói cụ thể đúng không? Dạ, không nói cụ thể. Theo chị nghĩ là liệu có đúng không? Em không tin. Nếu như mà nó đã gọi điện về, ừ chị là vợ anh Quý phải không, anh Quý bị đâm chết ở đây mà chỗ này chỗ gì á, rồi giữ lại cái số điện thoại cái thằng đó thì có thể em tin em gọi cái thằng đó, nó gọi không được thì người khác gọi, thế nào thằng đó cũng bắt máy. Rồi tụi em sẽ hỏi, ừ tụi em người nhà em hỏi, ừ cưng ơi cưng, Quý nó bị đâm chết ở chỗ nào hay sao đó thì mình biết, mình tìm tới. Còn đằng này gọi cho nó không bắt máy. Dạ, nó không bắt máy không gì trơn. Rồi bây giờ em thấy á, em nhờ công an gọi mà nó cũng không bắt máy. Chị nghe là cuộc điện thoại chị có sốc lặng không? Không, cái đó là mẹ em nghe. Còn em á thì em nghe. Ồ. Em vẫn bình thường, em nói với mẹ em gọi cho em. Nó gọi cho mẹ em xong rồi mẹ em mới gọi cho em lúc 10 giờ đêm. Em mới nói mẹ ơi mẹ bình tĩnh đi, cái chuyện án mạng đến tính mạng con người thì không phải dễ đâu. Nếu như mà có cái chuyện đó xảy ra hoặc Sài Gòn hoặc là Bình Dương gì cũng vậy, bất cứ ở đâu người ta sẽ, công an sẽ đi tới chỗ hiện trường và sẽ thông báo, ừ nếu như em có giấy tờ tùy thân á thì người ta sẽ gọi về địa phương. Ừ. Và người ta sẽ gọi về xã ở địa phương của mình để thông báo cho mình biết là con ông đó bà đó thế này thế kia vậy đó. Rồi còn không á thì cộng đồng mạng sẽ đăng lên, mình sẽ biết là cái chuyện án mạng đến con người thì không có để giỡn. Ừ. Có là chị là chị không tin cái điều đó? Dạ em không tin. Rồi chị có đến, chị hoặc gia đình có đến báo công an chưa? Dạ có rồi. Mình báo công an ở đâu? Sáng thứ bảy là có ra công an xã Dị Bình hỏi thăm là ở anh ơi, ở xã mình có nhận được cái thông tin là từ Sài Gòn hoặc là Bình Dương gì thông báo gọi về là. Ừ. Là họ gì tên gì đó có bị vậy vậy không? Ừ. Thì người ta nói không có nghe được gì hết á. Ừ. Nếu có thì người ta thông báo. Chị có biết là em trai chị và em dâu chị sống tại Bình Dương cụ thể địa chỉ ở đâu không? Em nghe nói Mỹ Phước 3. Nhưng mà không biết ở đâu. Mỹ Phước 3 chứ không có biết địa chỉ, chỗ số nhà. Dạ chỉ nghe vậy thôi. Nhưng mà chị đã từng trước đây đã từng nghe em dâu chị chia sẻ hoặc là chị nghe em trai chị nói chuyện với gia đình ấy. Dạ. Là em dâu là có tính hung dữ không? Đã cầm dao rượt chồng nhiều lần không? Dạ có. Là có thật? Dạ có. Nó kể là nó cầm dao nó đâm. Nó nói với em vậy, nhưng mà nó nói với em, út của em. Nói chung là có. Có. Và là cầm dao hành hung. Dạ có. Còn chưa có điều chưa thực hiện nữa đúng không? Đúng rồi. Nó cầm dao hành hung mà. Ừ. Nó làm không lợi thằng kia. Thằng kia nó được giật được dao thôi. Chưa có nổi. Ừ. Phải xô xát với nhau. Có nghĩa là chị thì chị đang nghi ngờ cái câu chuyện này có thể nó sẽ xảy ra thật, nhưng nó không phải là ngoài đường. Đúng rồi.
em nghĩ cái này hiện nay chị có liên hệ cho em dâu chị không? Em có liên hệ nhưng mà nó không bắt máy. Từ khi đó đến giờ phút này, dạ, là từ tối thứ sáu, dạ, đến giờ phút này là chị không gọi được. Dạ em không gọi được, nhưng mà nó gọi về cho con nhỏ em thứ năm của em rồi đó, nó lạc hướng, nó đánh lạc hướng là nó nói với nhỏ em dâu thứ năm của em là nó đi Sài Gòn nó tìm được chồng của nó rồi, nhưng mà kêu nó nhắn tin cho nó, kêu nó gọi, kêu em gọi điện về đưa máy cho em gọi điện về thì nó lại không cho. Dạ. Nó nói anh Quý đang ngủ. Thế tại sao hôm trước thông báo một kiểu mà hôm sau thông báo một kiểu? Đúng rồi, em không tin, nó diện lý do. Bây giờ em nói với anh, nó diện đủ cớ hết trơn. Lúc đó thì nó nói nó đang đi làm, lúc thì nó nói là nó gia đình của em tại sao đi không đi tìm xác của anh em. Rồi lúc đó thì nó nói đi tìm được rồi, anh em đã đang nhậu. Trước đây chị gặp và tiếp xúc với người em dâu của chị thấy người em dâu chị có tỉnh táo, có tỉnh táo, có bình thường không? Em thấy nó cũng tỉnh táo. Trước đây là người bình thường có tỉnh, tỉnh táo. Bởi vì tên té giếng này là em nghi là tên té này là tên này em sợ hay là nhỏ bị té giếng có không? Không đâu, em không nghĩ vậy. Không té giếng tại sao nói chuyện hai lời? Em cũng biết nữa, nhưng mà em nghĩ nó nói chuyện hai lời là do nó diện lý do, nó diện cớ. Đâm không muốn cho gặp đúng không? Dạ. Chứ không phải là gì. Chị và gia đình hiện nay là mình đang sợ là em của mình không còn nữa. Đúng rồi. Em nghĩ là nó không còn nữa. Nếu như nó còn thì nó nghe động tĩnh là nó sẽ liên lạc về với gia đình. Nó thừa biết là gia đình chạy lên tới Bình Dương tìm. Từ Hậu Giang là lên tới Bình Dương tìm thì nó cũng sốt ruột chứ. Nó làm gì nó không sốt ruột. Chị có cách nào tìm cách nào liên hệ cho những người thân của cô ta là em dâu ở sống tại Bình Dương không? Có gặp được cậu Bảy. Nhưng mà cậu Bảy nói là hồi hôm qua là sáng chủ nhật đó, em có tới nhà cậu Chín, gặp cậu Bảy, không gặp cậu Chín mà gặp cậu Bảy. Cậu Bảy nói là hồi sáng này nó mới mua cơm cho chồng nó ăn. Dạ, ổng nói vậy mà em định xin địa chỉ ở của con này thì ổng nói là biết nó còn sống vậy mà đi tìm chi. Rồi em chưa kịp nói gì thì ổng lại chửi, ổng nói này nói kia, ổng nói giống như là phớt lơ để không có cho tụi em đến gặp mặt thằng em của em, là không biết cho phòng trọ luôn. Còn nói cho nên là nó là vẫn còn đi mua cơm. Dạ. Về cho chồng ăn. Đúng rồi. Nhưng mà thực sự là đấy là nghe thôi, còn không, dạ, không thấy. Nghe thôi chứ không thấy. Em muốn đích thực thấy thằng em của em nó còn ở trong phòng trọ không, hai đứa còn trong phòng trọ. Chị hiện nay chị gọi điện, chị bỏ hình của em chị xuống. Dạ. Chị lấy điện thoại của chị gọi cho em dâu chị xem có được không? Hoặc có số em trai chị. Dạ dạ, lấy cái điện thoại của chị hai giữ. Em trai không có xài điện thoại. Thế gọi cho em dâu đi. Dạ, để xem thông tin là hiện nay có gọi được không. Dạ. Em trai của chị trước đây mà có khi nào, mà tại sao em trai chị lại dân làm ăn mà tại sao lại không có điện thoại? Nó cấm không cho gọi. Vợ cấm? Nó ghen. Kỳ ấy? Thậm chí mà đến nỗi mợ ruột của nó, mà hai vợ chồng đi lên phòng trọ của mợ ruột ở trên Bình Dương chỉnh á, là trên Bình Phước gì đó. Rồi cái bắt đầu cái thằng em mà đi toilet, đi vệ sinh á, đi hoài cái nó cũng nói là tại sao á hả, bộ thích mợ dâu hay gì mà đi xuống đi toilet hoài. Nó ghen đến nỗi vậy đó, mà vô công ty nó không cho chồng nó nói chuyện với ai hết trơn á. Kìa. Dạ, nó ghen. Trời ơi. Nó cấm không cho nói chuyện với ai hết trơn á. Vậy mắc mới gì mình đẹp trai, mình ngon lành cành đào, tại sao mà mình đi ở với một người khùng khùng mát mát chập chập như vậy? Dạ. Hôm chủ nhật tuần trước kia nữa, bỏ tuần vừa rồi ha, là em có về gặp thằng em của em, là lúc đó nó chưa có đi thành phố. Gặp nó xong rồi nó mới đi thành phố, là nó mới nói là chị ba ơi, chắc em bỏ con này quá, nó ghen em quá trời, em đi vô trong công ty á, em như đứa con nít 3 tuổi kia, 3 tuổi nó còn chiếc xe chiếc ché, còn em không vô chỗ ngoài, không dám nói trời chuyện ơi, luôn á. Gần đi dám keo miệng luôn. Dạ, nó không cho nói chuyện với ai hết trơn. Mà em mình đâu phải là xấu xí gì đâu đúng không? Dạ. Nhìn rất ngon lành mà tại sao lại để cho một người vợ phải kiểm soát như thế này, làm sao mà chị là một phụ nữ đúng không? Dạ. Nếu chị kiểm soát chồng chị cũng giống như vậy. Dạ, liệu chồng chị có dám ở với chị không? Đúng không? Dạ. Chị thấy một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, nói ngay mình là phụ nữ mà bị chồng kiểm soát như thế này là mình có muốn ở không? Dạ. Đúng không? Dạ. Nếu chồng chị kiểm soát này chị có muốn ở không? Dạ, đúng rồi. Thấy bức xúc không? Dạ. Muốn thăm hay muốn điện thoại hay muốn thông tin hay muốn trò chuyện, bởi vì cuộc đời con người ta là nó phải vui buồn lẫn lộn, nhiều khi là buồn nhưng mà nhiều khi phải có lúc để chia sẻ đúng không? Dạ. Mà lại không muốn cho nó chuyện thì mình ở với cái tài chi ấy. Dạ. Nghe em nó tâm sự nghe cũng tội nghiệp lắm, chị ba ơi, em không phải thèm mua em dài gì mà em sống với con này, em muốn nhịn nhục để em sống coi nó như thế nào, rồi em làm hết tháng lương này là em
em sẽ mua lấy cái tiền lương đó em mua điện thoại em xài rồi đi kiếm việc khác em làm. Nó nói như vậy đó, thấy cũng tội nghiệp, thì thấy kệ đi, em mình nó tính làm sao được thì nó tính, chứ giờ mình cũng không lo được cho nó thì nó tính làm sao, mà con đường nó tiện thì nó tính. Vậy tới chừng hai tới tháng lĩnh lương ra, nếu nó làm cái thẻ gì công ty kiểm qua nó rút hết trơn, em không có đồng nào chứ. Cái ngày mà nó về quê á, hai đứa mà giận nhau rồi nó chạy xe về quê là nó bán chiếc nhẫn cưới nó về đó. Trời ơi, khổ vậy. Nó trong người luôn á. Khổ vậy, ở chi vậy? Dạ. Thời đại công nghệ rồi mà, sao thì chịu khổ vậy? Đó, nó nói là không phải nó ngu, nhưng mà nó gán nhịn nhục, nó sống thử rồi nó sao. Chứ không phải là nó ngu gì mà nó chịu đầu cho nó nở. Thì hiện nay gia đình mình đang nghi ngờ đúng không? Dạ, đúng rồi. Là em mình không còn nữa. Dạ. Có thể là bị chính em dâu thủ tiêu xong mà đưa những màn kịch gọi là tránh tiếng. Dạ. Gọi là để giấu đi, tìm cách khác. Dạ. Bây giờ dù rằng nếu có thật đi chăng nữa nha. Dạ. Thì nó phải còn xác. Dạ đúng rồi. Nhưng nếu ở ngoài đường va quẹt hoặc là vì lý do là va chạm trên đường là nó phải có hiện trường. Đúng rồi. Mà chắc chắn là thời đại công nghệ ở đâu cũng camera hết, mà đi đường người dân không phải trong rừng. Đi đâu cũng người quan sát, người thấy, một người thấy là hàng ngàn người thấy, hàng triệu người thấy. Đó, vì vậy ở ngoài đường là có thể là sẽ không xảy ra. Đó, có thể là trong phòng trọ mà hai người xảy ra mâu thuẫn đỉnh điểm, và có thể là em trai chị gọi bất cẩn, một phút bất cẩn thôi, mình là đàn ông nhưng mình không hành xử thật, nhưng mà mình bất cẩn, đôi khi là mình chủ quan, mình ngủ quên là người phụ nữ người ta sẽ làm thật. Đó là nhiều trường hợp là đã làm thật trong phòng trọ rồi. Đó là có thật. Ở đây là anh em cũng chấn an tư tưởng, tránh tình trạng gia đình mình hoang mang quá, nhiều khi là chưa giải quyết được việc mà rất mất công. Nhá. Nhưng câu chuyện này không loại trừ, có thể sẽ có thật. Và nếu có thật thì chắc chắn là em người em dâu này không để trong một trò đâu. Bây giờ sẽ tìm cách để đưa đi hết rồi. Em nói phi tán, ví dụ có chuyện trường hợp như vậy xảy ra nó sẽ phi tán chứ làm gì. Sống trong phòng trọ mà sao dám để trong chồng. Cái thứ hai nữa, nếu như nó quan minh chính đại thì gia đình bên chồng gọi thì nó sẽ bắt máy. Mà bây giờ gọi không nghe máy rồi. Gọi nó không nghe máy. Nó phải giải thích làm sao. Ví dụ em nói với anh, ví dụ nó có nói dấu đi chăng, chị ơi em đang ở Sài Gòn em đi tìm anh Quý mà chưa có gặp hay gì đó. Thì nó nói đi, nó bắt máy lên, nó nói một câu mình nghe mình cũng đỡ lo. Còn đằng này nó gọi điện cứ gọi với em không, không nó bắt máy. Vậy là chị đó gọi về mẹ em nói đó, là tại sao đi tìm sáng lên Quý đi mà bà mẹ đi lên tới chỗ con làm gì. Nói vậy đó. Nói như vậy. Sao nói tìm không tìm, biết tìm ở đâu. Sao không cho địa chỉ. Sao không nói rõ cụ thể vụ việc. Mà ai là người báo tin cho chị dâu của em. Dạ người lạ gọi đến. Em đó, xin số thoại của cái người lạ đó thì chị không có cho. Tại sao không cho? Chị nói là không biết, không nhớ số điện thoại nào hết. Không nhớ thì nó làm cho máy. Chụp máy qua thì chỉ có sáng thứ bảy và thứ tư rồi, thứ năm với thứ sáu mất tiêu. Xóa đi rồi. Có là xóa hay có hay không mình không biết. Nhưng chị nói là không có thôi, chỉ biết là không tìm được thôi. Nếu điện thoại ấy, là bất kể điện thoại nào nó cũng lưu tất cả những cuộc gọi, gọi đến và gọi đi, số phút số giây. Mà tự dưng không có là một điều rất vô lý, đúng không? Có thể là sẽ không có ai gọi. Và chính chị dâu của em gọi điện thông báo cho gia đình, cho mẹ của em như vậy thôi. Đúng rồi. Có thể là câu chuyện nó không có thật. Nhưng thật nó sẽ diễn ra trong phòng trọ, chứ không phải diễn ra ngoài đường. Diễn ra ngoài đường hai ngày nay thì trên mạng, trên báo chí hoặc trên mạng xã hội nó đăng tải rất nhiều rồi, thì chắc chắn nó sẽ có rồi, đúng không? Một câu chuyện rất nhỏ nhưng bây giờ hiện nay là câu chuyện gì mình lướt trên mạng xã hội cũng thấy, đúng không ạ? Mình ngồi nhà mình cũng đều thấy. Mà đây một cái câu chuyện nó lớn như thế này mà tại sao lại không thấy, đúng không? Là chắc chắn là không thể ngoài đường. Em nghi ngờ vậy đó, anh nghĩ coi ví dụ như em đi, chồng em mà bị đâm bị chém ở ngoài đường, cái số điện thoại đó giá nào em cũng phải nhớ. Chứ làm gì có chuyện làm gì cũng bắt nhớ được. Quên, không nhớ. Dạ nó chỉ không được cho khẩu điện thoại thì tuyệt đối không thể. Đây mình mở điện thoại cho em. Mình gọi đi, chị gọi đi. Chị gọi bây giờ em đang ở đâu? Em trai chị đang ở đâu? Gọi luôn mở ra ngoài nha chị. Rồi chị có thể chị bỏ hình của em trai chị xuống đi. Được rồi, bỏ hình xuống đi cho nó thoải mái. Tội nghiệp. Đây cả gia đình hoang mang 6 người. Từ Hậu Giang về đến luôn.
Em mở ra ngoài, mở ra ngoài, mở lớn đó chị. Dạ, yeah, em mở ra ngoài. Lấy cái quỷ rồi. Nó nhắn tin được. Nhưng mà em nhắn lại thì nó ít có trả lời đó. Mà gọi điện thì nó không bắt máy. Gọi Zalo nè. Này này là hỏng rồi. Này là tình huống này là không thấy bất thường rồi. Mà tại sao em của mình đẹp trai mà ngon lành, công việc ổn định, mà tại sao mà đi lấy một người phụ nữ âm binh này, cô hồn vậy, mà tại sao mà lấy được? Lúc quen bỏ quách đi cho xong đi, làm sao mà phải khổ vậy? Nó đâu có liên quan đến nhau đâu. Đâu có con cái gì đâu. Lúc quen thì nó thấy con này cũng được, cho nên nó nghĩ là được thì già luôn này, già khụ luôn rồi, hơn cả chục tuổi đàn ông năm nay mới có 30 à, 29 à? Dạ. 29 thì quen mấy cái em gái bây giờ 20 hơn 20 thiếu gì, mà tại sao lấy bà già bố là ba mấy 40 vậy? Messenger cũng không được, Zalo cũng không được, về để một số thôi. Trời ơi. Nhà mình được mấy người con trai? Dạ ba. Mới vừa nhắn tin lại đó mà giờ gọi cũng không được. Khổ rồi. Nghiệp. Hiện nay là mình chưa dám chắc là câu chuyện này nó có thật hay không. Yeah. Nhưng mình không loại trừ. Dạ, đúng rồi. Bởi những câu chuyện này nó có thật đã xảy ra rồi. Dạ. Cái cô gái tên Diễm đó, ngày xưa chắc chị biết rồi đúng không? Dạ biết. Cũng đấy, cũng hành xử chồng tại Bình Dương. Dạ, đúng rồi. Đó, cắt từng khúc một. Dạ. Đúng không? Đó là một cô gái không biết gì nhé. Đó, mà còn dám thực hiện, bởi vì người ta đã ấm ức, người ta ủ âm mưu rồi, thì mình không biết được điều gì sẽ xảy ra. Mà sống với những người như này vô cùng rất bất an. Sống mà người ta suốt ngày người ta cứ nhăm nhăm mình như này, mình bất an lắm. Cái thứ nhất là mình đi đâu người ta kiểm soát tiền bạc, tình cảm, trò chuyện, điện thoại cá nhân mà cũng còn giữ. Mà bây giờ đàn ông mà hai mấy 30 tuổi mà thanh niên nay mà lại vợ giữ điện thoại không có xài, thực sự là sao mà sống được, đúng không ạ? Bây giờ này, em mong chị nói chuyện lớn tiếng em. Chị nói chuyện thẳng cho em dâu chị xem được. Dù đúng hay dù sai, em dâu chị sớm hay muộn thì cũng phải lộ diện. Mà sớm hay muộn, sự thật vẫn là sự thật. Nếu như không may mình đã lầm đường lạc bước, mà không may mình đã lỡ rồi, lỡ tay rồi, thì mình cũng phải nói thật. Bởi vì luật pháp rất công bằng. Đó. Nếu như mình lỡ chót dại thì mình cũng nhận lỗi. À, mình nhận được cái sự sai trái của mình thì sẽ được mức độ có thể là khoan hồng. Chị ạ. Còn nếu mà cố mà chối tội thì giấu chắc không giấu được, cái kim trong rẻ lâu ngày cũng phải lòi ra. Đó, cái sự việc sự thật vẫn là sự thật. Còn bây giờ không may nó đã lỡ xảy ra rồi, ở đôi khi hai bên nóng lẩy, đúng không ạ? Xảy ra mâu thuẫn, đình điểm, mà có thể không may mà em chị đã không còn nữa, mà em dâu chị bây giờ giấu, thì mình cũng cứ nói chuyện để cho em dâu chị xem được. Chắc chắn là em dâu chị sẽ xem video này. Chị nói chuyện đi. Chị nói chuyện lớn tiếng lên. Diễm ơi, chị là chị tiếc nè. Nếu mà Cưng có lỡ tay mà làm gì đến quý em á, thì Cưng cứ nói thật đi. Cưng đừng có chuyện lý do này, lý do kia để gia đình đi tìm. Mình là người thẳng thắn mà, mình đâu có sợ ai. Thì ví dụ như Cưng đi tìm được quý em, hồi sáng này Cưng gọi về Cưng nói là Cưng đi tìm được quý em ở Sài Gòn đó, thì Cưng cứ đưa cho điện thoại cho quý em gọi về cho mẹ, giờ bật lại gia đình đi. Chứ Cưng đừng có mà cứ hả hết diện lý do này tới diện lý do kia, lúc thì nói này, lúc thì nói kia vậy. Nếu sự thật nó là như vậy, yeah, chắc chắn là rất đau lòng, yeah, đúng không ạ? Bởi em chị cũng không có làm gì lên lầm lỗi lên tội, đúng không? Yeah. Mâu thuẫn vợ chồng nó là điều không tránh khỏi được chị. Yeah. Gia đình nhà nào nó cũng có chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Đúng rồi. Nhưng quan trọng là mình có biết cách để xử lý những cái tình huống và giải quyết những khúc mắc đó hay không. Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Chứ chẳng có gia đình nhà nào mà nó là sống hòa thuận và vui vẻ được. Đúng rồi. Đúng không? Chị cần này tuổi chắc chắn là chị sẽ biết rồi, đúng không? Đúng. Gia đình nhà nào cũng vậy. Có vui có buồn mới là cuộc sống, đấy là hương vị của cuộc sống của chị. Chứ làm gì có mà lúc nào ngọt ngọt ngào anh em
phải có rất nhiều lúc giận nhau, thậm chí cãi vã đỉnh điểm, và thậm chí mà xách đồ đi, đó là có thật. Nhưng mà người ta sau những lúc đó người ta hiểu được nhau, người ta biết về nhau nhiều hơn, và có thể là người ta sẽ bỏ qua hoặc người ta sẽ chấp nhận. Chỉ có nhiều cái là mình phải chấp nhận đó. Mình biết tính người ta rồi, nhưng cái tính mà để chấp nhận một người chồng, mà để chấp nhận một người vợ, mà kiểm soát tiền bạc, điện thoại, đi chơi hay là ăn uống, thì cái cách này không chấp nhận được. Chị ạ, không ai chấp nhận cái cách tính một con người như vậy. Rồi, cảm ơn chị. Rồi em gái, em hãy nói chuyện gì đó để cho người chị dâu của em xem được. Nếu đúng sự thật nó xảy ra, nó diễn ra như vậy, không may, không ai mong muốn. Đôi khi chị dâu em trước đây chỉ hăm dọa hù thôi, nhưng không may lần này lỡ tay mà có thật, thì chị dâu em cũng phải lên tiếng để nói chuyện, nhận lỗi, để có thể gia đình châm trước và có thể bỏ qua, để có thể được cái tội nhẹ nhất. Chị ơi, nếu mà chị có lỗi tay năm trước anh em á, chị gọi về báo đi chị. Còn nếu như mà không á, anh Quý gọi về thì chị đưa máy, anh Quý gọi về cho ba mẹ hoặc là mấy chị đi. Gia đình rất là lo lắng, mong chị xem được cái video này á, chị suy nghĩ lại nha chị. Hiện nay là chị dâu của em đang ở phương trời nào thì gia đình hiện nay không biết đúng không? Dạ không. Chính xác không biết. Lúc nó nói là ở Bình Dương, lúc nó nói là ở thành phố, lúc nó nói là ở thành phố. Bây giờ muốn mong muốn nhất là muốn biết được chị dâu của em đang ở đâu đã, thì mới tìm ra anh trai của em đang ở đâu. Mà muốn biết thì phải đăng hình, nha. Thì chắc chắn là xíu nữa sẽ phải đăng hình của chị của em lên, để mong muốn là các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin ở trong phòng trọ, nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, ngoài đường, ngoài quán, cà phê hay đâu đó, phát hiện là chị dâu của em hoặc hình dạng anh trai của em đang ở đâu, thì mọi người sẽ giúp anh em về phía Bình Dương, thì các anh em mới có thông tin được. Đó, mà có thông tin rồi thì mới có hướng để giúp. Nói chung là sự thật vẫn là sự thật. Nhưng nếu điều đó mà xảy ra mà không may nó đến xui xui rủi mới đến gia đình mình ý, thì mình phải cố gắng hết sức bình tĩnh nhé. Còn đây là chỉ là cái đôi khi những cái cuộc gọi mà hăm dọa thôi, thì mình cũng rất mừng. Nhưng mà trong cái mừng này thì mình phải lên suy nghĩ lại trong cuộc tình này, trong cuộc hôn nhân này. Bởi một người phụ nữ bình thường tỉnh táo tự dưng nửa đêm gà gáy hoặc bất thường gọi báo tin cho gia đình những cái tin gọi là một cái tin gọi là tin sét đánh như vậy, mục đích chính để làm gì? Đó, đúng không ạ? Mình lớn rồi, mình 40 là 38, 40 rồi, chứ không phải lên 5 lên 3 nữa, mà hơi tí mình mách cha mách mẹ hoặc là mình báo những tin ảo, tin giật gân, đúng không ạ? Em gái nhé. Rồi bây giờ này, em hãy nói chuyện với anh trai của em, hy vọng là liệu đúng thực sự anh trai của em bây giờ đang còn nhưng bị chị dâu của em quản lý, mà em trai của em vô tình mà lướt trên mạng xã hội mà thấy được, thì em trai của em sẽ suy nghĩ lại trong cuộc tình này. Và ngay lập tức phải báo tin cho gia đình, để gia đình biết hướng, gia đình yên tâm, không hoang mang nữa. Anh thấy không, những em, chị của em bên ngoài còn rất nhiều người hiện nay, gia đình đi những 6 người ấy, và nó rất hoang mang và bỏ công ăn việc làm chỉ vì nghe là một cuộc điện thoại. Rồi mời em. Dạ anh ơi, nếu mà anh phải có thấy cái clip này á, anh còn sống á, anh gọi về cho gia đình đi anh. Gia đình rất là lo lắng cho anh, cha mẹ mất ăn mất ngủ rồi. Rất tội nghiệp cuộc đời. Nói chung là trong cuộc tình, cuộc hôn nhân thì cũng không ai nói trước được. Nhiều khi anh của em cũng rất muốn là nhìn nhận sự việc, và nhiều khi là cũng muốn để cho vợ mình thay đổi, để cho sau này vợ mình hiểu mình hơn. Nhưng đôi khi nhịn không nổi, đôi khi là cũng có thể là anh của em giận quá, đúng không? Mình cũng không nói trước được. Tán cái một hai cái bạt tay, và nhân tiện đó để cô ta tiện tay là cô ta làm thật. Đó, mà chúng những cái chỗ mà không may thì cái điều đó nó xảy ra là nó có. Nhưng mà mình hy vọng là tất cả những cái điều mà cái cuộc điện thoại em dâu chị gọi điện nó không diễn ra và không thành hiện thực. Em cũng mong muốn là điều như vậy nhé.
Rồi hôm nay chị cùng em gái và đặc biệt là rất nhiều người thân về đây nhờ anh em xin như ghi hình đăng tin tìm thông tin em trai. Vì lý do cái cuộc gọi của chính em dâu mình thông tin. Em thì em nghi ngờ cái cuộc điện thoại này là không có thật. Nhưng có thể nó sẽ xảy ra vụ việc thật. Bởi vì nếu như là cái câu chuyện mà em dâu của em, em dâu của chị mà thấy được thật cái cuộc gọi này thì chắc chắn là em dâu của chị là người phải nóng lòng nhất, người thương yêu chồng mình nhiều nhất và có thể là còn hơn cha mẹ, sẽ phải tới ngay lập tức để tìm hiểu sự việc, đúng không? Để phải có thể là cung cấp hoặc liên hệ cho các cơ quan chức năng, sau đó mới liên hệ cho gia đình. Nhưng đây hoàn toàn là bí ẩn, đúng không ạ? Đó thì chị thấy nó có rất nhiều điều bất thường, đúng không? Thế đôi khi là chưa chắc đã phải người khác đó, mà có thể là chính người em dâu của mình thì mình đã tin tưởng bấy lâu nay. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của chị cũng của em gái nhé. Rồi hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em phải xếp chương trình đăng tin để tìm em trai cũng như em gái bên này tìm anh của mình. Gia đình mình có đồng ý cho anh em phải xếp chi Bình Dương để chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý nha. Em cũng mong mấy anh giúp đỡ tụi em để đưa ra thông tin sớm nhất để em nó biết được. Thứ nhất là nếu nó còn thì nó gọi gì cho gia đình biết. Còn nếu như con vợ nó có lỡ tay đi chăng nữa thì cũng gọi về nó thật đi. Chứ đừng có mà ở ảo như vậy, người mình gia đình không biết, cứ hoang mang rồi cứ đi tìm, bỏ công ăn việc làm mà đi tìm như vậy. Rồi em cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn em gái nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai biết hoặc phát hiện thông tin chính thức em gái tên Diễm hoặc em trai hiện nay đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ quân Hàm Dương theo số điện thoại 0913 785858. Đây là một câu chuyện vô cùng rất phức tạp. Từ trước đến giờ những cái câu chuyện này phải nó xảy ra rất lóng bỏng và rất phức tạp, mà nó diễn ra là có thật. Nhưng câu chuyện này chưa biết là hiện nay đúng hay sai và có hay không. Nhưng hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ giúp anh em đội hiệp sĩ quân Nguyễn Thành Dương nhiều hơn nữa để các anh em sớm biết được thông tin chính thức em trai là hiện nay còn hay mất. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.